vào công dụng tuyệt vời của rau diếp cá cho sức khỏe. Rau diếp cá là một loại rau sống dễ ăn, quen thuộc với nhiều người dân Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở đấy, rau diếp cá còn là một vị thuốc xuất hiện trong nhiều bài thuốc trong dân gian. Vậy rau diếp cá có tác dụng gì? Hãy cùng Diệp tìm hiểu những tác dụng, công dụng của rau diếp cá trong video của ngày hôm nay. Chào bạn, tôi là Đỗ Ngọc Diệp, người chia sẻ và đồng hành cùng bạn về kiến thức sống khỏe tự nhiên để chúng ta trở nên khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Và nếu bạn quan tâm tới chủ đề những tác dụng, công dụng của rau diếp cá đối với sức khỏe thì hãy để lại một bình luận tích cực ở phía cuối video để Diệp có thể được tương tác và hỗ trợ bạn ngay nhé. Trong video của ngày hôm nay sẽ có các phần chính như sau. Phần 1. Tác dụng của rau diếp cá. Phần 2. Ăn rau diếp cá hàng ngày có tốt hay không? Phần 3. Là những lưu ý quan trọng. Theo y học cổ truyền, rau diếp cá có vị hăng, chua, cay, mùi tanh giống như cá, tính mát. Quy vào kinh phế có tác dụng sát trùng, thanh nhiệt, giải độc, thiêu tụng, lợi tiểu, được dùng trong điều trị mụn nhọt, kinh nguyệt không đều. Đối với nhiều người, loại rau này có mùi khá khó chịu vì không dễ ăn. Tuy nhiên, công dụng của rau diếp cá mang lại đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thứ nhất là thanh nhiệt giải độc. Rau diếp cá có chứa các chất kháng khuẩn và kháng viêm, có tác dụng thanh nhiệt và giải độc. Nhờ vào những chất này, rau diếp cá có thể giúp làm sạch cơ thể, giải độc tố gan và hỗ trợ quá trình tổng hợp các chất trong cơ thể. Vì vậy, rau diếp cá có thể giúp cải thiện tình trạng nhiệt miệng, viêm họng và hỗ trợ nâng cao hệ miễn dịch. Thứ hai là hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng rau diếp cá có thể khả năng giúp làm giảm lượng đường trong máu và tăng cường quá trình kiểm soát đường huyết ở người bị tiểu đường. Các chất chống oxy hóa có trong rau diếp cá có thể bảo vệ tế bào beta khỏi tổn thương do biến chứng của bệnh tiểu đường. Thứ ba là hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Rau diếp cá có lượng calo thấp nên hỗ trợ trong quá trình kiểm soát cân nặng hiệu quả. Ngoài ra, chất xơ trong rau diếp cá giúp tạo cảm giác no lâu hơn, giảm đói và kiểm soát thèm ăn. Rau diếp cá cũng chứa nhiều nước, giúp duy trì sự cân bằng độ ẩm và giảm cảm giác thèm ăn hơn. Thứ tư là giúp lợi tiểu. Rau diếp cá chứa nhiều kali, hoạt chất quan trọng giúp tăng sản xuất nước tiểu. Ăn hoặc uống rau diếp cá đều có tác dụng lợi tiểu, đặc biệt là đối với những người bị tiểu buốt và tiểu rắt. Thứ năm là hỗ trợ điều trị bệnh trĩ. Rau diếp cá có chứa các thành phần hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc, sát trùng và diệt khuẩn, giúp hỗ trợ điều trị bệnh trĩ. Bên cạnh đó, tinh dầu của rau diếp cá cũng có tác dụng kháng viêm, tiêu sưng và giúp ngăn ngừa bệnh trĩ. Và sau đây là một vài bài thuốc chữa bệnh trĩ từ rau diếp cá bạn có thể tham khảo thêm. Chữa trị gây đau nhức, nấu nước lá diếp cá để ngâm rửa, dùng lúc còn nóng để đắp và bã lá vào chỗ đau. Chữa trị lòi xom, hòa tan muối nát chi hoặc muối ăn trong nước và rửa chỗ trĩ, sau đó giã nát lá diếp cá, đắp vào chỗ trĩ và băng lại. Hai là chữa trĩ da máu. Sấy khô 2kg rau diếp cá và 1kg bạch cập, tán bột uống 6 tới 12g trên ngày, chia thành 2-3 lần. Thứ sáu là hỗ trợ chữa bệnh phụ khoa và tăng cường sức khỏe sinh lý. Rau diếp cá chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như là axit folic, vitamin C, khoáng chất và chất xơ, giúp cải thiện sức khỏe và hỗ trợ chức năng của hệ sinh dục nữ. Khó chịu và đau trong bệnh phụ khoa như viêm âm đạo, tiết niệu, viêm cổ tử cung và rối loạn kinh nguyệt. Diếp cá là một nguồn dồi dào các chất dinh dưỡng như là vitamin A, vitamin C, chất xơ và các khoáng chất. Ăn rau diếp cá hàng ngày rất tốt cho sức khỏe, nhưng không nên lạm dụng quá nhiều. Đối với người lớn, mỗi ngày chỉ ăn từ 10 tới 20g rau lá diếp cá để hoặc 20 tới 40g rau diếp cá tươi để ăn sống hoặc ép nước. Với một số lưu ý khi ăn rau diếp cá để tránh tác hại không mong muốn có thể xảy ra. Trước khi sử dụng rau diếp cá, cần rửa sạch và ngâm trong nước muối loãng, khử trùng và loại bỏ vi khuẩn giun sán. Không nên ăn hoặc uống quá nhiều rau diếp cá trong một ngày. Hạn chế uống rau diếp cá khi đói vì thành phần chứa vitamin C có thể gây hại cho dạ dày. Những người có bệnh về bụng yếu, thể trạng hàn hoặc hay bị lạnh tay, lạnh chân nên tránh uống nước rau diếp cá sau 10 giờ tối. Vừa rồi, Diệp đã chia sẻ đến bạn những lợi ích của rau diếp cá và một vài lưu ý quan trọng nhỏ khi sử dụng rau diếp cá để uống thay trà hoặc thay nước hàng ngày. Hy vọng rằng những thông tin mà Diệp chia sẻ ở trên giúp ích được phần nào cho bạn. Và tới đây, Diệp xin khép lại video của ngày hôm nay. Hy vọng rằng bạn đã có những thông tin hữu ích về sử dụng rau diếp cá.
Nếu bạn thấy video này hay thì đừng ngần ngại chia sẻ video này tới nhiều người cùng biết. Đặc biệt là bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh của Diệp để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích khác về sức khỏe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video được phát sóng vào lúc 8 giờ tối ngày mai.